Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin nhanh tối ngày 2 tháng 11 của truyền hình Công an Nhân dân với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương, đề nghị truy tố 10 bị can. Cụ thể, với vai trò là bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Đức Quận đã nhận số tiền 2,1 tỷ đồng từ Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh để theo đề nghị của Chí chỉ đạo cấp dưới giúp công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định của pháp luật. Cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc giúp đỡ công ty Sài Gòn Đại Ninh trong dự án ở Lâm Đồng, sau đó nhận cảm ơn 200 triệu đồng. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Hiệp, cựu Phó Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ Lê Quốc Khanh, cựu Tránh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Cựu Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc, cựu Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Cao Chí bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Ngày hôm nay, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Quang Trung, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào tối ngày 24 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở ông Lê Quang Trung ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, ông Trung có biểu hiện say xỉn, liên tục buông lời thô tục, xúc phạm, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng và lấy xe máy định rời đi. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản thì bất ngờ ông Trung đã đấm vào đầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ngay lập tức ông Trung bị khống chế giao công an phường Tân Phú điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Sơn La đã khởi tố vụ án khởi tố 25 bị can liên quan đến việc gây mất trật tự an toàn xã hội, trong đó có 7 đối tượng dưới 18 tuổi. Vào tối ngày 29 tháng 6, tại khu vực tổ 17 phường Triềng Sinh, xảy ra vụ việc các đối tượng thanh thiếu niên đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sơn La đã áp dụng các biện pháp điều tra, nhanh chóng tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan, làm rõ nội dung vụ việc. Đến ngày hôm nay, Công an thành phố Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 25 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó có 16 đối tượng bị khởi tố về hành vi giữ người trái pháp luật. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bắt nhiều đối tượng đang đánh bạc ăn tiền tại một xưởng gián của một công ty tại khu công nghiệp Nhân Trạch 2. 12 đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền, thu giữ 4 quân vị, một bộ bát đĩa sứ và gần 12 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Hôm nay, mùng 2 tháng 11 là ngày thứ hai Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan sau 5 năm khởi công. Hàng nghìn du khách và người dân đã đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tham quan. Theo thống kê sơ bộ, tính đến trưa nay, bảo tàng đã đón khoảng 12.000 khách tới tham quan. Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sau 2 ngày chính thức mở cửa, bảo tàng sẽ tạm dừng đón khách tham quan từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 5 tháng 11 để phục vụ công tác tuyên truyền cho 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảo tàng sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 6. Trong 2 tháng đầu tiên, vé vào cửa sẽ được miễn phí toàn bộ. Đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.